Tại thủ đô Hà Nội, đón Tết Dương lịch 2023, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa. Thay vào đó là hàng loạt địa điểm tổ chức các chương trình nhạc hội countdown đếm ngược đến năm mới 2023. Tiết trời mùa đông ở thủ đô đã được làm ấm lên bởi dòng người đổ về các khu vực trung tâm từ chiều qua. Là điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô vào các dịp lễ, phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được trang hoàng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để người dân tham quan, vui chơi mừng năm mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh rực sáng với màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Màn bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút. Ngoài màn bắn pháo hoa tầm cao tại hầm sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũng bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Tại Đà Nẵng, để chào đón năm mới, các trung tâm hành chính, các tòa nhà lớn nằm ở vị trí đẹp đã đồng loạt sáng đèn, chạy các bảng LED cờ Tổ quốc và lời chúc mừng năm mới. Năm nay, Đà Nẵng tổ chức đón giao thừa ở hai điểm chính, gồm chân cầu Rồng và khu vực công viên Biển Đông. Sau nhiều ngày mưa dầm dề, tối 31 tháng 12, thời tiết tại Đà Nẵng khá đẹp, nhiệt độ trung bình từ 17 đến 19 độ C, trời quang tạo điều kiện cho các sự kiện đón giao thừa. Tối qua, rất đông người dân thành phố Cần Thơ đã dồn về công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều để tham dự chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023. Hòa cùng không khí hân hoan chào đón năm mới 2023, đường đèn nghệ thuật thành phố Cần Thơ dài khoảng 1,15 km bật sáng, tạo nên hình ảnh sinh động, lung linh, nhiều màu sắc ở các tuyến phố trung tâm. Đây là một công trình nghệ thuật về ánh sáng với công nghệ LED hiện đại, tái hiện hình ảnh ca ngợi Đảng, mùa xuân, hình ảnh các loài hoa mai, hoa đào, hoa sen, linh vật quý mão rất sinh động, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng chụp ảnh.